Cụ thể hơn là có thể được là sát thương vật lý thì tốt. Thì con Ray gần như lựa chọn cuối cùng. Còn một con tướng nữa đi rừng xạ thủ như là con Kindred thì nó sẽ hơi khó một tí. Kindred thì bị khắc chế bởi Lee Sin, cho nên là Binet không chọn được, thì chỉ còn lựa chọn tiếp theo thôi, đó là Ray đi rừng. Thì Nông Sim đã chốt luôn đội hình của mình với hai xạ thủ là Ray với lại Aphelios, với một dàn hỗ trợ là Leona, Na và Kama. Và đối đầu với một đội hình đang có rất nhiều đam như phía bên của Nong Sim Redford, họ có Ray, họ có Aphelios ở độc đam. Đây sẽ là một đội hình đánh late game vô cùng mạnh với hai xạ thủ và có các ma búp và thêm cả cái dàn chống chịu đến từ cả Rick cũng như là Kaelin nữa. Một trận đấu sẽ hơi khó khăn để cho Angolai, nhưng nếu như họ làm tốt ở giai đoạn đi đường thì tôi nghĩ là cái cơ sở để họ giành chiến thắng ở game đấu thứ hai này vẫn có. Mà thôi, và với tốc độ farm rừng của Gwen cũng như là Ray thì nó sẽ tạo được một lợi thế về trang bị rất lớn dành cho Nông Sim. Ở đây là một cái lối chơi tôi nghĩ rằng chính xác và không có gì phải suy nghĩ cả. Keo Linh sẽ ra để hỗ trợ cho Vinh dứt điểm con rồng này. Anh ta ăn rồng thực ra hơi sớm một tí, mới chỉ cấp 4 mà thôi. Nhưng với sự hỗ trợ cũng như là trừng phạt vẫn có thì việc ăn rồng cũng quá khó dành cho Nông Sim. Mà tầm này Hanwha nếu như mà Morgan anh ta bấm B về nhà thì họ sẽ bỏ à? Đây rồi, Morgan đã quyết định ở lại. Họ vẫn sẽ có những công cụ để mở giao tranh ở hai chiêu cuối. Cái quạt Peanut gặp nguy hiểm, đó là cú nộ long cước đến từ vị trí của Healer chữa chưa, chưa anh ta chưa được sử dụng. Fiesta dựng tối kiên cường lên, ta đang che. Và Kaelin ở phía bên này chưa thể làm cho được ai cả, ta lui nhẹ về cầu được đặt đến từ châu Vi nhưng tôi chưa thấy cú xoáy đâu cả. Sứ giả vẫn đang được kiểm soát đến từ bên phía của Nong Sim. Healer có sóng âm nhưng không lao vào và đó là tình huống trừng phạt để giữ lại sứ giả đến từ bên phía của Nong Sim. Wheeler sẽ có câu trả lời của mình. Nhưng mà băng trụ với hai thành viên đối phương còn đầy đủ phép bổ trợ thì tôi nghĩ là hơi nguy hiểm. Họ kéo thêm người, quyết định băng trụ nhiều người. Anh Trăng dẫn lối chống cự, nhưng người đầu tiên đã nằm xuống châu Vi có được điểm hạ gục. Wheeler đang cố gắng rút lui, sát thương dứt điểm từ độc đạo không có. Peanut cũng như đồng đội đang muốn kiểm soát con rồng thứ hai của ván đấu. Châu Vi vẫn còn cả khá là nhiều máu cũng như năng lượng, nhưng họ bắt đầu tiến ra để kiểm soát. Nhưng người chơi đi rừng của họ thì đang có mặt ở đây, sóng âm trúng. Peanut đang bị rồng tấn công, nhưng Viesta không vào được, đã nổ tấn công dứt điểm rồng đến từ vị trí của Peanut. Và phía bên này thì Viesta bị làm choáng, anh ta dựng tổ kiên cường, mất tốc biến để bỏ chạy, xích tô lỗi trả ngược với những cú xoáy lệnh sóng âm. Và đó là mạng dành cho Wheeler, họ vẫn đang muốn lui về và khả năng sẽ an toàn dành cho các thành viên còn lại của Hanwha Lai mà thôi. Nong Sim đã hết cơ hội để truy đuổi. Hơi tiếc cho Hanwha Lai một tí là nếu như pha đó mà Châu Vi có được điểm hạ gục thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhưng rất tiếc sát thương cuối cùng lại đến từ Wheeler. Còn băng địa chấn của Vista với lại mũi tên xuyên phá đã không trúng. Rich đang bị giữ chân, chính xác là Morgan đang bị giữ chân lại với hai thành viên của Nong Sim và ta đã phải nằm xuống. Khá là cân bằng, nhưng lượng tiền thì Angolai chênh được một chút so với phía bên kia. Độ 1k tiền chênh ở phút thứ 13 dành cho Angolai. Họ vẫn đang làm khá là ổn ở trận đầu của bàn đấu và đặc biệt Vi đang xanh nữa. Đứng trên bật bão sấm sét của Morgan, Rick vừa mới hết na khổng lồ và anh ta đang gặp khá là nhiều khó khăn. Vẫn đang thả diều với dạng na tí nị bị làm choáng. Và Rick sẽ bị solo kill trong tình huống này chăng? Chưa! Anh ta vẫn có khả năng hồi phục với cái ngọc của mình. Morgan, ui, cuối cùng thì cái phi tiêu cuối cùng của Morgan cũng thành công. Có tốc độ di chuyển và có khả năng làm choáng nữa. Và Rick lên bảng điểm số, nhưng pha hơi đáng tiếc dành cho đường trên của Nong Sim. Đường dưới Kaelin đang muốn đánh, đó là cú băng địa chấn trả ngược lại chúng hai người độc đam vẫn đang được gây sát thương, đó là anh Trăng dẫn lối. Thái Dương sao được né, đép anh ta có thanh tẩy trong pha vừa rồi nhưng sát thương là quá nhiều tới từ độc đam. Và xạ thủ của Nong Sim có được một mạng, dịch chuyển xuống dành cho vị trí của Châu Vi, anh ta có cú xoay trúng hai và Độc Nam đang là người gặp nguy hiểm nhưng Châu Vi đang bị tấn công, ta tốc biến bỏ chạy và đó là mạng dành cho Wheeler. Châu Vi cũng đã có được một xác 5-2 dành cho Hàn Quốc. Và con sứ giả tiếp theo nó có thể được chuyển thành cái trụ đầu là có thể như vậy, một cái trụ nữa dành cho bên phía của Nong Sim ở đường dưới chẳng hạn. Thì thật ra về mặt cơ bản Hàn Quốc vẫn lời hơn thôi. Con sứ giả này sau khi phút thời gian của trận đấu đã qua phút thứ 16 rồi thì nó không còn quá mạnh đâu, nó không đem về lớp giáp trụ nữa, nó chỉ có thể là một trụ đơn giản ở đường trên hoặc đường dưới. Hanwha đang có rất nhiều chiêu cuối nhà, nếu như họ có thể kích hoạt được với nhau một cách đẹp thì Peanut đang đi vào trong này, anh ta bị làm choáng rất nhiều thứ dồn vào Peanut nhưng anh ta không dính cú sóng âm và Peanut quay ngược trở lại, vẫn mất độ 50% máu. Cầu được đặt ra nhưng chưa có cú lệnh sóng âm. Kaelin bị cấu đi nửa máu, lệnh sóng âm có. Kaelin anh ta ấn đồng hồ câu giờ, có luôn băng địa chấn. Kaelin tỉnh đồng hồ chạy đi đâu đây, đó là băng sấm sét quá đẹp đến từ vị trí của Morgan và Gori bị kiệt sức rồi nhưng vẫn là chiêu cuối đẩy được hai người đến từ vị trí của Rick. Double kill dành cho Độc Đam nhưng ta đã phải nằm lại rồi. Wheeler có thể lui về được trong pha này. Sứ giả giúp cho bên phía của Nong Sim có được một đường giữa. Double kill dành cho Châu Vi. Peanut lui về với một chấm máu, anh ta không bị phát hiện ra bởi thành viên Hoàng Lai. Châu Vi đang muốn tấn công, anh ta có cú W của mình để tăng tốc độ di chuyển. Nhưng thôi, có lẽ bỏ thôi. Họ sẽ hướng đến con rồng thứ ba của bàn đấu để mang lại con rồng đầu tiên dành cho mình. Lâu rồi chúng ta mới có thể được chứng kiến một cái bão sấm sét nó đẹp đến như vậy của Morgan. Và sau đó rất là lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy một con Kennen như vậy, nhưng Morgan đang bị bắt. Anh ta đang bị tấn công ở đường dưới bật bão sấm sét nhưng không giữ chân được ai cả. Anh ta bị trói bởi chuyên tâm.
và mạng dành cho Peanut. Một pha mà hai thành viên của Nong Sim đi thẳng vào trụ 2 để tấn công vào đường trên của Hanwha Lite. Con Kennen này cần cái đồng hồ cát càng sớm càng tốt. Lẽ ra trong bộ trang bị của Morgan nên có một cái đồng hồ ngưng động sau tình huống giao tranh vừa rồi. Nhưng tôi chỉ thấy một cái quyển sách cũ với lại kiếm Doran thì hơi bị tự tin quá và không có đủ cái tài nguyên để có thể phòng ngự. Còn pha này thì Wheeler sóng âm đã trúng và ta đang cân nhắc. Chubby ở hơi xa, Wheeler vẫn tiếp tục lao vào rất tự tin, đang tới hơi trễ một tí, sóng âm không trúng và không có pha giao tranh tiếp theo. Ôi, không cần lại bị bắt à? Non. Non không, non thật sự là nói non không hề nhẹ một tí nào cả. Anh ta không kiểm tra bụi bản đồ thì nó không có nhiều ánh sáng lắm cho pha di chuyển của đội Morgan. Và anh ta đang lên cái quái gì thế kia, chữ hư vô. Peanut bị bắt, anh ta bị đánh ngất ngư, bị làm chậm, vẫn đang dồn sát thương đến từ bên phía của Hanwha Lite Esports. Nộ long cước đá được Peanut ra sóng âm găm trúng, chưa có cú xoáy đến từ vị trí của Chovy, sát thương là chưa đủ. Peanut vẫn đang luôn bị được, anh ta né được sóng âm. Wheeler mất rất nhiều thời gian để tấn công vào Peanut và anh ta tốc biến lên dồn sát thương một đánh thường nữa, rất điểm được người chơi đi rừng bên phía của Nong Sim. Morgan có chỗ nào dịch chuyển đẹp không? Anh ta có một con mắt là dịch chuyển ngay trước hang rồng, nhưng mà bây giờ anh ta phải về nhà trước đã, không có tốc biến nha. Rồng vẫn còn đó, rất bị kéo 50% máu. Morgan dịch chuyển ở vị trí khá là an toàn, bên phía của Chovy vẫn còn cái R rất đe dọa và Nong Sim có vẻ như đang muốn rút lui. Vậy là rồng tiếp theo dành cho Hanwha Lite. Đây vẫn là một đôi có thể đem lại rất nhiều đột biến trong đấu tranh dành cho bên phía của Hanwha Lite. Còn pha này các bạn cứ tưởng tượng nếu như Morgan bây giờ anh ta lên đồng hồ ngay từ quyết định ban đầu á, thì tới thời điểm hiện tại phải solo anh ta không thua rất nhiều đến như vậy đâu. Và Morgan thua trong một tình huống solo tay đôi. Đường dưới Rick bây giờ đẩy lẻ đang rất mạnh. Chovy tiến ra với cú W của mình nhưng cũng không thể nào giữ được cái trụ 2 của đường dưới. Nong Sim họ đang rút ngắn đi cái khoảng cách về trụ so với Hanwha Lite. Nhưng một cái điểm cộng cho Hanwha Lite đó là trụ một đường giữa và đường trên của họ vẫn còn. Thì cái việc họ kiểm soát khu vực hang Baron không quá là khó khăn để cho họ. Dep sử dụng sẽ xích tội lỗi, có luôn băng địa chấn, đạn nổ tấn công để bỏ chạy nhưng sát thương đánh là khá Baron, nhiều. Đánh con Baron để cho nó nhổ cho Peanut thêm vài cái trong tình huống vừa rồi. Peanut vẫn lui về đường. Hanwha Lite rất may mắn cho họ là hiện tại Chovy với Wheeler vẫn mạnh. Hơi đen một tí, Wheeler mạnh thì nó không tốt bằng ví dụ như là Morgan thêm đồ hoặc là Dep thêm đồ chẳng hạn. Nhưng một cái điểm lợi đội hình Peanut, anh ta lướt rất nhanh. Chovy nên xoáy như vậy, thật ra Chovy nên xoáy như vậy. Anh ta ép được giờ rút luôn. Rút lui không? Hanwha Lite vẫn đang ở trong khu vực Ambaron. Fiesta ở tầm ngoài, anh ta đang che những lượng sát thương đến từ bên phía của Nong Sim. Redford trụ đã có dành cho Rick, anh ta một mình solo được con rồng tiếp theo của ván đấu, sau đó di chuyển quay ngược trở lại. Fiesta bị tấn công, họ không còn lệnh sóng âm nữa, Chovy chưa hồi lại kịp chiêu cuối. Rick anh ta đã hết na khổng lồ rồi và Hanwha Lite vẫn đang giền giữ ở quanh khu vực Baron. Con Baron còn độ 1.500 máu, Wheeler đá được đối phương ra và Baron dành cho Hanwha Lite. Rick nhảy xuống khu vực Baron nhưng anh ta không làm gì được cả và Đốc Nam lên bảng điểm số mạng dành cho Chovy. Họ vẫn đang muốn truy đuổi. Nong Sim muốn rút lui nhưng họ đang đi hơi ngược đường thì phải. Phía bên này thì Kalin bị làm chậm đỡ một kill dành cho Chovy. Peanut cũng đang tìm đường về cùng hai thành viên của mình. Viesta đã có mặt, cú sóng ngâm trượt nhưng chiêu quy đến từ vị trí của Dep là trúng. Peanut quay trở lại, anh ta có gây sát thương nhưng đó là cú tốc biến để né đi sóng âm của đối phương và anh ta lui về được. Gori ở phía bên kia thì không, Viesta tốc biến lên, anh ta tuyết tê tái trúng rồi nhưng Willow đang ở khá là xa. Rick bị không, anh ta đang lùa Chovy thì đúng hơn nhưng tôi nghĩ là anh ta cũng sẽ phải nằm lại. Liên tiếp gục dành cho bên phía của Hanwha Lite Sport và họ có một tình huống quét sạch mặc dù mất hơi nhiều thời gian cùng với con Baron ở phút thứ 29. Điều cầu rất đơn giản của Chovy mà còn cái tốc biến không xài rồi lại Chovy có điểm hạ gục nữa. Peanut lao vào. Peanut cố gắng lao lên. Hết nổi rồi. Lại ván 3 rồi. Nghĩ là ván 3 rồi. Ván 3 rồi. Hanwha Lite khỏe quá, Chovy khỏe quá, Chovy 7 hay 8 xác gì đó thôi, không nhớ rõ nữa. Họ đẩy thẳng vào khu vực đường dưới. Trụ 3 đã có rồi, một đường dành cho Hanwha Lite, đối phương chỉ còn 4 người. Wow. Nên xoay phá, lao thẳng vào đây vị trí của Wheeler. Nhưng Peanut anh ta lui được về trong phòng rồi. Và Wheeler mất đi tốc biến, chưa hồi cú nội long cước. Chovy cũng chưa có thời sóng âm, nhưng Gori đang quá tấp máu, anh ta dính mưa tên đến từ vị trí của Dep. Và Gori nằm rồi, nhưng Hanwha Lite quyết định là lui về khi lính của họ đang dần hết. Và họ đang quyết định đẩy xuống khu vực đường giữa để lấy được cái trụ thứ hai này. Bùa lợi Baron vẫn còn độ 16 giây nữa, bỏ sẽ làm gì với con Baron này đây? Liệu có thể lấy thêm được trụ 3 đường giữa hay không? Vẫn đang rất nỗ lực, Rick có na khổng lồ. Tôi nghĩ Hanwha Lite lấy xong trụ này thì họ vẫn muốn đánh tiếp à? Tôi nghĩ là đi bây giờ đi về xài tiền là đẹp. Không, chắc vẫn cần một con rồng nữa.
Nhưng Thật ra mà thì phía bên chắc Nô sinh không ra đâu. một đường đi linh hồn à? Tôi nghĩ là họ nên về để phòng ngự chứ nhở. Đối phương đẩy cả 5 người xuống đường dưới này. Mori giờ quy không đau nữa, nhưng Doc Dam bị dính một cái mũi tên xuyên phá của Death thì ná thở luôn, anh ta phải về rồi. Chắc chắn là phải phòng ngự những cái trụ ở trong mà thôi. Ván 3, chúng ta có ván 3 rồi. Đây là ba cửa cho bên phía của Hanwha Sword. Binet thì Binet, anh bắt ta đầu đang dự dàng bấm đứng đây về mê mẩn thế. trên tầm nhìn của đối phương. Rồi thôi xong rồi đó. Rick dính tái dựa Sam và anh ta đang chạy thẳng về nhà. Nộ thì có đấy nhưng mà anh ta đang quá thấp máu. Peanut tiến ra cú dịch chuyển ngược trở lại đến từ vị trí của Rick. Pha lao vào đến từ Kelly nhưng anh ta không bắt được ai cả. Cú chỉ đẩy không đến từ Rick, đép ấn đồng hồ câu giờ phía sau thì Peanut không lên được và Rick bốc hơi. Đây sẽ là kết thúc ở ván đấu thứ hai dành cho Hanwha Esports, kiểu đang có 5 người và đối phương chỉ có 4 mà thôi. Kellen bị dính quy đúc đến từ vị trí của Chovy, mất khá nhiều máu. Viesta nhảy thẳng lên tấn công Peanut, cú xoáy nó trúng vào Doc Nam, họ bắt đầu dồn sát thương và đó là chiếc cuối đến từ vị trí của Morgan, làm choáng được hai và tiếp tục là double kill dành cho đường trên của Hanwha Esports. Sóng gầm trúng và Willow dứt điểm được Peanut, chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai dành cho bên phía của Hanwha sau 34 phút thi đấu. Và thật là lạ lùng, thật là kỳ diệu khi tự nhiên biết cho Chovy carry thì Hanwha Esports có cơ hội giành thắng lợi cao hơn.